Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một thí sinh tiếp theo. Họ chính là người sẽ có cơ hội thoát khỏi vòng nguy hiểm. Những thí sinh nguy hiểm rất hồi hộp, bởi vì càng về cuối là những người có chỉ số giảm cân rất thấp. Và thí sinh bước ra đây chính là Chí Lễ. Âm ảnh của em là mỗi khi mà mở phần ăn ra là chỉ thấy rau củ quả. Không dám nghĩ nó nữa. Cái âm ảnh mình luôn rồi. Cái mục tiêu cao nhất của em khi mà bước vô cái cuộc thi này chắc là quán quân luôn đó. Nên là em quyết tâm là dán đi, dán ăn đi. Tuần này có một cái thử thách đó là chạy marathon 5 km. Mình nghĩ là sức mình chắc có thể là sẽ chạy được. Nhưng mà mình có một cái bất ngờ là mình chạy chừng 2 km đó thì mình chịu không nổi, mình phải nghỉ lại chút xíu. Đây là một thử thách rất là khó khăn. Rồi khi mà mình tập cái bài nhảy với Kim Anh á, có những động tác bưng bê mà đó giờ mình chưa bao giờ bưng bê hết á. Với lại những lúc mình mệt á, do cái lượng ăn mình bị giảm nên là yếu đi rõ ràng luôn. Bưng Kim Anh bưng không nổi. Tuần này thì chắc là mình đã quen với cái chế độ đó nên là chắc chắn là mình sẽ phối hợp với Kim Anh hoàn hảo hơn để tạo được cái bài tuyệt vời. Có mấy lần thì mình cũng thấy phụ huynh bắt mấy đứa nhỏ ăn, giống mình đi dạy ở mấy cái trường học đó, mình thấy nhiều lần là mấy đứa nhỏ nó no và phụ huynh cũng bắt ăn. Thì chị muốn nói là ba mẹ ơi, đừng có làm cái điều đó nha, đừng có làm nữa, vì sẽ gặp một cái vấn đề như vậy. Lúc cái bài bắt đầu thì cái phần diễn thì anh rất thích, nhưng mà lúc mình mới bắt đầu vô cái động tác đầu tiên thì hơi có vấn đề. Một số lần mấy cái nhạc nó cũng sung lên một tí, thì lúc đó thì cái cảm giác của mình phải nhảy sung hơn một tí xíu nữa. Mà cái động tác quay cụ trỏ đó rất khó, và em làm rất hay. Và cái điểm nhấn cuối cùng rất tốt, thích lắm. Và anh không biết là anh Đàm Vĩnh Hưng thấy sao với cái bài này? Dạ, tôi nghĩ là anh John ở nước ngoài và tiếp cận với tất cả những cái văn hóa văn minh mạnh và mới mẻ nhiều, nên là thích cái ở đó lên, rồi đánh giá cao đúng là cái động tác xoay cái cùi chỏ như vậy rất là khó. Với một thân hình như vậy em giữ được cái thăng bằng là một điều rất khó làm. Cái phần nhạc lưu ý một tí xíu, nó chọn cái nào nó beat nó rõ, nó khó cho tụi em để mà nghe nhịp đó, để mà nhảy theo nó đúng. Và xin mời ý kiến của anh Hoài Linh ạ. Thật sự ra thì bài biểu diễn của các bạn hồi nãy, phần đầu thì nó có hơi rời rạc. Tôi cũng như Trân Huy, cần cái gì đó nó cao trào. Thì khi đến cái cao trào, thì vừa đến cái cao trào thì nó hết. Nó mới đến mức 8 thôi, cái bắt đầu cái nó làm cho tôi tuột lại xuống mức 5 này. Thật sự thì cái bài này các bạn đưa ra cái thông điệp nó cũng khá là thú vị. Cho trẻ em ăn thì cũng đừng nên cho ăn nhiều quá. Chí Lễ đang trong vai một đứa bé, và cái kết của em nó cũng rất là dễ thương. Thì hai cái điểm nhấn mà tôi cảm thấy Chí Lễ làm tốt là, một là bạn quay đầu đó, và thứ hai nữa là cái diễn xuất của bạn cái cuối cùng. Chúc mừng Chí Lễ và chúc mừng Ngọc Anh, và cảm ơn biên đạo Ngọc Hà.
Xin cảm ơn ban giám khảo. Và sau đây là điểm của ban giám khảo dành cho Chí Lễ. Anh John Huy Trần, anh chấm cái bài này 6 điểm. Anh Hoài Linh ạ, tôi chấm bài này 6 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng, tôi chấm 6 điểm. Vậy là điểm trung bình của Chí Lễ 6 điểm. Tuần vừa rồi á, bạn đứng nhất trong các thí sinh có điểm cân nặng giảm, bởi vì bạn giảm cân rất là giỏi. Không biết tuần này thì sao, tự tin lên và bước đến cái cân đi nào. Cân nặng cũ của bạn 109 cân. Cân nặng tuần này 105,2, bạn giảm được 3,8 kg, tương đương 3,5%, cũng rất là cao đúng không? Tổng điểm của bạn 9,5 điểm. Chúc mừng Chí Lễ. Hiện tại điểm thấp nhất vẫn thuộc về anh Khoa với 8,3 điểm.